Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trịnh Thúy Hương nhằm phân phối sữa Gosi nha. Và hôm nay Hương sẽ cho ăn xoài non cùng với móng vuốt xào nha cả nhà. Thì cái món này rất là đặc biệt luôn. Và bây giờ là buổi trưa. Buổi trưa mình ăn cái món xài này với móng vuốt rất là hợp và rất là ngon luôn nha. Thì bây giờ Hương sẽ bắt đầu ăn nha cả nhà. Ở đây mình có cái thành phần như là mắm ruốc nha. Mắm ruốc này xào được xào với ớt và sa tế thì nó rất là cay luôn, trong nó vậy nhưng mà nó rất cay nha cả nhà. Ở đây là xài non nha cả nhà, xài vừa mới hái ở ngoài vườn vô. Thì bây giờ Hương sẽ ăn trái xài này trước nha. Bắt đầu ăn nhẹ thử cảm giác mạnh nha cả nhà. Rất là cay luôn á cả nhà, tại vì ớt rất là cay. Có rất là nhiều ớt nha. Vừa chua vừa cay và rất là thơm nữa. Ngon nha, rất là ngon lắm. Cắn thêm một miếng nữa nha. Rất là hấp dẫn và cay lắm cả nhà ơi. Không biết ở trong đây bao nhiêu quả ớt nữa. Hương lộ rất là nhiều ớt. Là người ta thường thì mình ăn ớt đâm á thì ít cay nha, còn cái này là ớt xào, ớt sa tế thì cả nhà cũng biết nó rất là nguyên chất luôn rồi, rất là cay. Có cái hộp hơi đắng đó nha. Rất là đã luôn cả nhà ơi. Bạn nào mà thích ăn xài chua mà xài non nha, cả nhà mua xài già quá ăn không ngon không, chỉ có xài non thôi. Cắn miếng nào vô cũng ngon hết. Ngon mà cay quá. Chắc lần sau Hương ăn những món chua khác thì Hương sẽ ăn muối đâm nha cả nhà. Đi muối đâm vậy nhưng nó sẽ ít cay hơn sa tế. Hương lấy cái hộp ra. Và cái cắn cuối cùng hết một cái này luôn nha. Rất là ngon. Rất là khoái cả nhà. Một trái vào buổi trưa như thế này rất là đã rồi. Ăn thêm một miếng nữa nha. Một miếng nữa thôi là nghỉ nha cả nhà. Rất Hương thích ăn chua lắm nên món chua nào Hương ăn cũng rất là ngon. Và lần sau Hương sẽ cho cả nhà xem Hương ăn me chua nha cả nhà. Bạn nào mà thích Hương ăn những món nào đó thì cứ comment bên dưới. Cả nhà nóng tới đỏ cái mặt luôn nè cả nhà. Ăn cay và ăn chua là số 1 nên cả nhà thích Hương ăn những món nào thì comment bên dưới. Hôm sau Hương sẽ làm cho cả nhà xem một cái video ăn chua hoặc là ăn cay nha. Và nhớ cả nhà nhớ like và subscribe là đăng ký kênh của Hương, để những cái video mà Hương đăng đầu tiên thì bạn sẽ là người đầu tiên xem được cái video này của Hương nha. Tạm biệt cả nhà.